Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một công cụ AI khá là thú vị ở Google AI Studio. Đây là nền tảng miễn phí của Google đang được chú ý nhiều. Trong nội dung hôm nay, chúng ta sẽ tạo ra một cái video phỏng vấn giữa hai người đang nói chuyện với nhau như phần đầu video, hoặc là chúng ta có thể là tóm tắt lại nội dung chỉ với một cú click chuột duy nhất, hoặc là chúng ta có thể là vẽ sơ đồ tư duy từ một cái nội dung được tải lên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Google Notebook LM. Và bây giờ để vào Notebook LM thì chúng ta truy cập vào đường link là notebooklm.google. Và các bạn lưu ý là chúng ta sử dụng hoàn toàn miễn phí. Chúng ta chỉ cần một tài khoản Gmail thôi thì chúng ta có thể đăng nhập và sử dụng tài khoản. Chúng ta sẽ chọn là dùng thử. Và đây là giao diện của Notebook LM. Chúng ta sẽ chọn là tạo mới. Ở đây thì chúng ta có thể tải nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, từ một tập tin, từ Google Drive, Google tài liệu, hoặc là chúng ta thêm một liên kết từ trang web hay là trang YouTube, hoặc là chúng ta có thể là dán nội dung văn bản của chúng ta vào. Và phần này, cậu sẽ chọn nguồn tải lên là một đường liên kết từ YouTube. Cậu đã chuẩn bị sẵn một video về giới thiệu về Google AI Studio và cậu dán nó vào đây, chọn chèn. Và sau khi chèn thì Notebook LM đã tạo cho chúng ta một cái đoạn giới thiệu về cái video này. Và ở đây chúng ta có thể là tóm tắt tài liệu, để đặt câu hỏi, ta có thể tạo một cuộc trò chuyện tìm hiểu chuyên sâu, hoặc là chúng ta có thể là vẽ một cái sơ đồ tư duy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là tạo một cuộc trò chuyện tìm hiểu chuyên sâu, chọn tạo. Chúng ta chờ một vài phút để AI Studio tạo cái cuộc trò chuyện của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có thể là tóm tắt tài liệu. Thì để xem một cái video trên YouTube thì nó tùy thuộc vào cái thời lượng của video đó, thì thông thường là từ vài chục phút cho đến một vài tiếng. Nhưng mà với Notebook LM thì các bạn có thể là tóm tắt chỉ với một cái nút nhấn duy nhất thôi. Bạn có thể tóm tắt một chủ đề là Google AI Studio nè, tính năng chỉnh sửa và tạo ảnh. Phần đầu tiên là giới thiệu về các chủ đề và các ý chính quan trọng. Rồi giới thiệu về các tính năng nè, rồi tạo ảnh ảnh bằng cách kể lại một câu chuyện nè. Rồi giới thiệu về những cái lợi ích nè, những cái ứng dụng tổng thể của Google AI Studio. Và thực sự thì cái cách mà Notebook LM này nó đã tóm tắt lại cái nội dung video nhanh chóng và rất là hiệu quả, làm cho mình là cực kỳ ngạc nhiên về cái cách mà nó làm việc. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ chọn là câu hỏi thường gặp. Thì ở đây Notebook LM nó sẽ dựa vào những cái nội dung trên video, nó sẽ tóm tắt thành những cái câu hỏi. Và đây, Google AI Studio là gì nè, rồi những cái nó hỗ trợ những loại hình ảnh và nội dung nào, rồi nó có những cái tính năng chi tiết gì. Và đối với mình là một cái người tìm hiểu, học tập về lĩnh vực mới, thì đây thực sự là những cái câu hỏi rất là chi tiết và rất là hữu ích đối với mình. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn vào bản đồ tư duy. Ở đây thì AI Studio nó sẽ tổng hợp ra những cái đề mục, những cái phần chi tiết, ví dụ như tính năng nè, rồi cách truy cập, rồi giao diện cài đặt, rồi các phiên bản. Chúng ta sẽ thử chọn vào tính năng xem nó có cái phần nào nữa không. Và tính năng này là chỉnh sửa ảnh nè, tạo ảnh bằng câu chuyện nè, thiết kế thiệp sinh nhật nè, rồi các format đây, format là hình ảnh và text nè. Thực sự thì để tạo ra một cái bản đồ tư duy như thế này nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta, từ cái thời gian xem video nè, rồi thời gian tổng hợp lại nè, rồi thời gian tóm tắt video đó, rồi thời gian sử dụng công cụ để tạo ra cái mind map này nữa. Nhưng mà với Notebook LM thì chỉ cần một cú click chuột thôi, chúng ta đã tạo ra một cái bản sơ đồ tư duy rất là chi tiết như thế này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Notebook LM tạo ra một cái câu chuyện, cuộc trò chuyện giữa hai người với nhau về chủ đề là Google AI Studio. Chúng ta cùng nghe nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu xem xét kỹ hơn nhé. Đầu tiên là tính năng chỉnh sửa ảnh. Có mấy ví dụ khá hay đấy. Ví dụ như là thêm sô-cô-la vào ảnh cái bánh, trông tự nhiên lắm. À, cái này thú vị này. Tức là AI nó hiểu được vật thể à? Đúng rồi. Rồi còn vụ đổi màu đồ vật nữa. Demo là đổi màu cái ghế sofa sang màu trắng. Mà các chi tiết khác như là bóng đổ trên sàn nhà ấy vẫn giữ nguyên. Khá là thuyết phục đấy chứ. Vâng, cái khả năng hiểu ngữ cảnh và vật thể này đúng là điểm đáng nói. Nó không chỉ là thay đổi pixel đơn thuần. Việc xử lý được bóng đổ, ánh sáng như ví dụ cái ghế cho thấy nó cố gắng mô phỏng không gian 3D chứ không chỉ nhìn ảnh 2D. Đây là một bước tiến ở khá đáng kể. Các bạn thấy không? Nó nội dung nó tạo ra rất là chi tiết. Rồi có những cái đoạn nè. Rồi những cái từ nó thêm vào để cái nội dung nó hoàn toàn tự nhiên. Nó giống như là con người đang trò chuyện với nhau vậy. Cái phần này thì được ứng dụng rất là nhiều trong thực tế. Chúng ta có thể là tạo ra những cái video dạng phỏng vấn, những cái video dạng podcast, hai người đang trò chuyện với nhau.
À, vừa rồi chị cũng vừa hướng dẫn anh chị cái cách mà chúng ta sử dụng notebook LM để chúng ta có thể là tóm tắt tài liệu, chúng ta tạo ra những câu hỏi thường gặp hay là chúng ta tạo ra một cái bản đồ tư duy rất là nhanh chóng. À, nếu anh chị thấy hay thì hãy cho Hữu một like, một comment, và đây là cái động lực rất lớn để Hữu có thể là tạo ra những cái video hữu ích hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau.